ta đụng luôn. Bây giờ mình sẽ hái tắc. Mình có thể là mai mốt vừa gỡ nhưng mình sẽ làm tắc xí mùi. Anh nhìn kỹ trong lá nó rất nhìn lại đó nè. Câu vậy chứ rất là nhiều cái. Nhưng cần rất là nhiều cái. Là thằng bữa trước mình hái à. Mình để 2 ngày bây giờ nó đã trở mình rồi. Nó bây giờ mình có thể làm tắc xí mũi rất là ngon rồi. Khi mà mình hái vô mình làm liền cũng được, nhưng mà cái tắc nó còn tươi thì tinh dầu nó nhiều á thì nó nhẫn nhẫn. Tắc nó rất là ngon. Hôm trước mình hái trên cây nè. Để bây giờ nó trở mình nó hơi ương hơi vàng vàng đó các bạn. Bây giờ mình làm ha. Thì mình để làm tắc xí muội thì rất là đơn giản luôn, chỉ cần tắc và một cái nguyên liệu chính không thể thiếu đó là đường phèn. Nó không có đường phèn thì mình dùng đường thường cũng được. Bây giờ việc đầu tiên mà mình làm là mình sẽ đi rửa cái tắc này, xử lý cái tắc này nha mấy bạn. Chúng ta rồi, một cách nữa để mà cho khi mình làm cái tắc xí muội của mình ra nó ngọt, nó không có bị ngẩn bị đắng nhiều á, là mình thường là mình sẽ chà tắc này vào cái muối hột. Mình sẽ bỏ muối hột vô, mình chà nó một hơi, mình trộn cho nó kiểu như bánh tan cái tinh dầu nó ra đó. Đây là tắc sau khi mình đã cắt rồi. Giờ mình sẽ dùng một cái vợt để mình lược bỏ hột, mình lấy phần nước và phần vỏ tắc nha.
mình sẽ dùng nấu với đường phèn, cho nó cốt tắt vào trong một cái nồi. Lượng đường mà mình thường sử dụng là 1 kg tắc thì mình sẽ dùng khoảng là nửa ký đường phèn nha. Rồi mình sẽ bỏ cho đường phèn vào. Đường phèn này nó hơi to mà không sao, mình nấu một chút xíu là nó sẽ tan hết rồi. Hoặc là mình phải đập ra trước khi nấu. Đây, lượng nước cốt tắc mình đã cho đường phèn vào. Bây giờ mình để nó ở đây đi một lát nữa mình sẽ nấu với lửa nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ thời gian để mà mình sắt vỏ tắc hiển ra. Đây là cái nồi nước đường phèn mà mình nấu lửa nhỏ giờ cũng được một khoảng thời gian rồi. Đường phèn nó tan rồi làm ra còn một xíu à. Nên là mình quậy nước nó đều lại nó vừa tay. Thì sau đó mình mới cho cái phần vỏ tắc này vào. Phần vỏ tắc mình sắp nghĩa rồi đây. Giờ mình kiên nhẫn mình chụm cái lửa nhỏ, mình nấu lửa nhỏ, không nấu lửa quá lớn nữa bạn. Nấu lửa quá lớn thì nó sẽ bị mau tới, hương vị nó sẽ không ngon nha. Nồi nước tắc mình bây giờ nó tới rồi nha bạn. Vàng mà nặng tay nữa. Bây giờ mình cái việc cuối cùng mình làm là mình sẽ cho cái phần vỏ tắc vào. Sau đó tắt lửa. Mình cho vào mình tắt lửa luôn. Mình đừng nấu lâu quá cái vỏ tắc sẽ bị chín, bị áp lửa không ngon. Bây giờ mình sẽ cho vỏ tắc vào. Nước rất là vàng và rất là kẹo. Vàng kẹo. Đây là tắc xí muội thành phẩm, óng ánh lóng lánh sóng sánh luôn, cực kỳ ngon, tốt cho sức khỏe. Không hề đắng luôn nha mọi người.